Lý do của buổi gặp gỡ lễ tổng kết hôm nay, giờ đây con xin kính mời Đức Hồng Y cùng cộng đoàn chúng ta hướng tâm xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta. Nhiều thì giờ mặc dù đối với tôi được gặp các cha nghĩa phụ và các phụ huynh là một cái hồng ân, là một cái cơ may mà tôi không muốn bỏ qua. Tuy nhiên chúng ta cũng giữ đúng cái chương trình sinh hoạt hôm nay và lại chuẩn bị. Vì thế nên xin bỏ qua các phần chào hỏi để chia sẻ với chị em một đoàn tin mừng. Chúng ta vừa nghe câu chuyện Đức Mẹ và Thánh Giuse đã lạc mất Chúa Giêsu 3 ngày, rồi sau đó thì lại tìm gặp Ngài ở trong đền thờ, đang ngồi nghe và hỏi các vị tiến sĩ luật. Câu chuyện đó là một câu chuyện thì tới đó thì rất là bình thường, vì Đức Mẹ và Thánh Giuse là người Do Thái ngoan đạo, mà người Do Thái nào ngoan đạo thì vẫn mong ước có dịp. Thì Giêsu đã lên 12 tuổi, mà 12 tuổi đối với người Do Thái là tuổi này những người trưởng thành thì ít nhất một lần trong đời phải hành hương bảy ngày, cho nên cần phải có những cái trạm. Thánh Giuse thì nghĩ là Chúa Giêsu đi theo Đức Mẹ, Đức Mẹ thì nghĩ là Chúa lo lắng đi tìm kiếm và phải mất 3 ngày mới tìm gặp được ở đền thờ. Cho nên mà cũng rất là nhẹ nhàng, con sao con lại làm điều này với cha mẹ? Con cũng biết rằng cha và mẹ vất vả lo lắng đi tìm con sao? Cho nên qua cái lời đó thì chúng ta thấy vai trò của cha mẹ ở đây là vai trò của các cha để lạc mất con mình. Để dĩ nhiên thời nay thì khó mà lạc được, là vì mà cái tâm linh nó đi đâu mất, cái linh hồn nó ở trên lạc mất. Cho nên cái việc mà mình cứ nói là cái từ đạo, cái từ đức tin, đó là cái gì anh chị em góp phần vào để giúp cho con cái của mình sống cái ơn gọi và thi hành cái nhiệm vụ của mình theo ý muốn của Chúa. Và đó là cái điều rất là đáng quý, vì anh chị em không phải chỉ sinh ra một con người, nhưng con người đó linh mục, con người đó sẽ tiếp nối cái công trình của Chúa để loan báo cho mình. Nhân đây chờ mà con mà thấy thường nguyện xin ơn chuộng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và chúng ta. Có nói bao nhiêu lời cảm ơn Chúa về những hồng ân Chúa đã ban cho tất cả chúng ta, cách riêng là ban cho đại chúng viện Thánh Giuse cũng như các cha và các thầy trong chúng viện này. Lời cảm ơn chúng ta không diễn tả được. Tuy nhiên chúng ta không thể nào không bày tỏ cái lòng biết ơn được. Chúa đã cho chúng ta một cái phương thế, đó là kết hợp với con của Ngài và qua thánh lễ dâng lên chẳng những là lời tạ ơn, mà dâng lên cả của lễ tạ ơn
dâng lên cả đời sống tạ ơn của chúng ta lên Thiên Chúa và xin Ngài tiếp tục đổ tràn đầy xuống cho chúng ta những hồng ân cần thiết để sống làm con gái của Ngài và thực hiện những sứ vụ mà Ngài trao cho chúng ta. Để được như vậy, giờ đây anh chị em chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, xin Chúa tha thứ, xin cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta được xứng đáng cửa hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cầu Thiên Chúa toàn năng. Chúng con cầu xin nhờ Đức